Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương và các điểm cầu trong toàn quốc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội của Trung ương và địa phương, các đại sứ và tổng lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Liên hiệp các hội hữu nghị Việt Nam. Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng là hội nghị toàn quốc đầu tiên do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo, tổ chức để bàn về công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân và của cả hệ thống chính trị. Hội nghị đánh giá toàn diện kết quả công tác đối ngoại thời gian qua, đánh giá đúng tình hình khu vực và thế giới, nhận thức sâu sắc hơn đường lối đối ngoại của Đại hội 13 của Đảng đã xác định, từ đó đề ra nội dung, nhiệm vụ, giải pháp công tác đối ngoại thời gian tới, trên cơ sở phát huy vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp trong công tác đối ngoại. Trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 về lĩnh vực đối ngoại, Đảng ta khẳng định tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam. Hiện tại, đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới. Hòa bình, hợp tác và phát triển là xu thế lớn. Nhưng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, không đồng đều. Các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống diễn biến ngày càng phức tạp. Nhiệm vụ đặt ra là thực hiện đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả cả ba trụ cột đối ngoại, đó là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và quản lý thống nhất của nhà nước, tích cực góp phần tạo dựng và gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước, nâng cao vị thế Việt Nam. Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại không chỉ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là của Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, mà cũng là trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam ở cả trong và ngoài nước. Điều này được thể hiện cụ thể trong từng hoạt động, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, quốc phòng, an ninh của mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân. Qua đó, thế giới có thể hiểu thêm về đường lối đối ngoại của Đảng, nhà nước Việt Nam, về đất nước, con người Việt Nam, đồng thời ủng hộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam.